Hi, welcome back to my channel Start Scrago. Stickman, keep life. Let's go. Let's go. Không biết tựa game này có vào được không? Mới hôm qua thì mình thấy update mà không biết như thế nào. Đây rồi. Let's go.
grab. I gotta make some ice. I'm an ice. Số 1 này. Ba hai. Ba hai bốn một, ok.
Oh my god, mình đi xuống đây. Tài thật. Ở đó các bạn sẽ mở cửa là các bạn đã hoàn thành được cái này rồi. Ok, let's go. Mình lên lại thôi. So about to get the chow. Let go. Slenderina, today. Thank you.
see you. Okay, let's go. Let's go. Các bạn phải lật ông ta ra để lấy chiếc khóa.
I see you. Đây là tựa game Slenderman. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm những con ma. Nó sẽ đi loanh quanh xung quanh đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy và chụp ảnh nó. Khi càng về sau tìm nhiều thì lúc đó thì Slenderman ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh hơn. Và các bạn sẽ phải cẩn thận. Khi ông ta xuất hiện lần sau thì lúc đó các bạn sẽ phải chạy đi và quay đi thật nhanh. Nếu mà ông ta đứng thẳng mặt các bạn thì các bạn phải quay đi. Nếu mà không thì ông ta sẽ mọc những xúc tu ở đằng sau. Sau đó thì các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Please. Thank you.
Thank you.